Xuất phát từ vụ bê bối thử nghiệm an toàn của Daihatsu, thương hiệu thuộc tập đoàn Toyota, Bộ Giao thông Nhật Bản yêu cầu 85 nhà sản xuất ô tô và cung cấp phụ tùng báo cáo các vi phạm liên quan tới quy trình cấp chứng nhận để xe có thể xuất xưởng. Toyota cho biết sai phạm của họ xảy ra trong 6 bài kiểm tra khác nhau, được thực hiện vào các năm 2014, 2015 và 2020. Toyota sẽ dừng xuất xưởng, xuất kho xe Corolla Fielder, Corolla Axio và Yaris Cross bản nội địa Nhật Bản sau khi báo cáo dữ liệu không đầy đủ trong các cuộc thử nghiệm bảo vệ người đi bộ và người ngồi trong xe. Đã có những chiếc xe không thực hiện đúng quy trình chứng nhận trước khi được bán ra. Là người chịu trách nhiệm chính tại tập đoàn Toyota, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng, những người yêu thích xe hơi và tất cả các bên liên quan về vấn đề này. Toyota đã phải tiến hành ngừng sản xuất sau khi phát hiện gian lận ở hai đơn vị. Vào tháng 12 năm ngoái, một cuộc điều tra nội bộ của Daihatsu Moto cho thấy hầu hết các phương tiện của hãng đều chưa được kiểm tra an toàn khi va chạm. Toyota Industry cũng đình chỉ tất cả các lô hàng động cơ vào tháng 1 sau khi một cuộc điều tra cho thấy hãng này đã làm sai lệch số liệu sản lượng điện. Trong sáng nay mùng 4 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản bắt đầu thanh tra trụ sở của Toyota ở tỉnh Aichi. Các thanh tra sẽ thẩm vấn quan chức và nhân viên của Toyota có liên quan, kiểm tra các tài liệu về bài kiểm tra an toàn, tìm ra những điểm sai sót hay quy trình được thực hiện theo những cách không được chính phủ quy định. Bên cạnh tập đoàn Toyota là hàng loạt các thương hiệu xe hơi Nhật Bản khác dính bê bối. Mazda đã đình chỉ vận chuyển xe thể thao Roadster AF và xe hatchback Mazda 2 từ 30 tháng 5 sau khi phát hiện công nhân đã sửa đổi kết quả kiểm tra phần mềm điều khiển động cơ. Với Yamaha, lô hàng xe máy thể thao đã phải tạm dừng giao xe. Honda làm giả các bài kiểm tra tiếng ồn, sai phạm kéo dài từ năm 2009 đến 2017 khi hãng này sử dụng số liệu trọng lượng không chính xác khi kiểm tra mức độ tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc chiếc xe có vượt qua bài kiểm tra hay không. Còn với Suzuki, mẫu xe bị ảnh hưởng là Alto LCV, sản xuất từ năm 2014 đến năm 2017. Khoảng cách dừng được đo trong thử nghiệm thực tế dài hơn khoảng cách mà Suzuki đưa ra, dẫn đến áp lực lên bàn đạp phanh ít hơn so với yêu cầu khi thử nghiệm. Thay vì chạy lại bài kiểm tra, Suzuki đã điều chỉnh các con số. Những vụ bê bối của các nhà sản xuất ô tô đang trở thành một vấn đề nhức nhối đối với chính phủ Nhật Bản, vốn trước đó đã nhận được sự khen ngợi từ giới đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp về các cải cách doanh nghiệp.